Có gì trong bộ phim đạt 50 tỷ đồng ở phòng vé Việt? Dù có cốt truyện quen thuộc, phim điện ảnh Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh vẫn có nhiều yếu tố hút khách để lôi kéo khán giả ra rạp. Khởi chiếu tháng 7 tại Thái, Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh ra mắt rạp Việt sau 2 tháng, đúng vào dịp lễ mùng 2 tháng 9, phim nhanh chóng được khán giả nước ta đón nhận, vượt mặt các đối thủ để đạt mức doanh thu hơn 50 tỷ đồng sau 2 tuần. Con số giúp dự án trở thành phim Thái ăn khách nhất phòng vé Việt năm nay, đồng thời đứng thứ hai trong danh sách phim Thái ăn khách nhất mọi thời ở nước ta, chỉ xếp sau Yêu Nhầm Bạn Thân, Friendzone, năm 2019. Tác phẩm là bản điện ảnh của series phát sóng năm 2018, từng gây sốt tại quê nhà Thái Lan, trở thành loạt phim quốc dân với tỷ suất lượt xem ở mức cao kỷ lục 18,6%. Đồng thời, dự án đưa tên tuổi hai diễn viên chính Thanavat Vatchanaputi và Ren Kempin lên tầm cao mới, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Thành công đó khiến các nhà sản xuất quyết định đầu tư thực hiện bản điện ảnh được cho là ngoại truyện spin-off của bản truyền hình, giữ nguyên hai diễn viên chính. Về cơ bản, phim điện ảnh Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh do Adijon Tracy Racing đạo diễn vẫn tuân thủ cốt truyện quen thuộc từ bản gốc. Nội dung kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai nhân vật chính, tiểu thư Bob, Thanavat Vatchanaputi đóng, và đại quan Gayson, Ren Kempin. Cả hai vốn là hậu duệ của Dee và Caraget, hai nhân vật chính trong bản series. Dù kiếp này hay kiếp khác, họ vẫn luôn gặp được nhau và yêu nhau nồng cháy. Từ đó, các nhà làm phim cài cắm thông điệp về tình yêu định mệnh, vượt mọi không gian thời gian. Một típ cặp đôi có tính cách trái ngược được giữ nguyên. Bob vốn là quan lớn triều đình, từng lập nhiều công đức. Anh điển trai nhưng si tình, vì chốt yêu một bóng hồng trong mộng mà trì hoãn hôn sự hết lần này đến lần khác. Gayson là con gái quan thượng thư, thuộc mẫu phụ nữ cởi mở. Cô không ngại đi ngược nhiều quy tắc phong kiến, thích tự lập và sống một mình hơn là yên bề gia thất. Sau khi tình cờ gặp được Gayson tại gánh hát rong, Bob đem lòng yêu và quyết theo đuổi cô bằng được. Đáng tiếc, tiểu thư không bị vẻ đẹp trai của đại quan thu hút mà còn liên tục lảng tránh anh, xem Bob là kỳ đà cản mũi. Để tạo kịch tính cho chuyện tình Bob, Gayson, kịch bản lồng ghép những yếu tố văn hóa, lịch sử, điển hình là cuộc chiến khi Thái Lan sắp bị quân xâm lược phương Tây tấn công. Yếu tố này giúp phim thay đổi phong cách ở nửa sau, chuyển từ sự nhẹ nhàng của thể loại rom-com, hài, tình cảm sang mạch kịch tính, hấp dẫn hơn. Ngoài ra, kịch bản cũng lồng ghép nhiều chi tiết hài hước, duy trì không khí dễ chịu là trong nửa đầu phim. So với bản truyền hình, quy mô bản điện ảnh hoành tráng hơn hẳn. Nhiều bối cảnh đẹp tại Thái Lan được tận dụng để tô điểm cho câu chuyện tình. Từ trang phục cho đến hóa trang đều được đầu tư, giúp từng khung hình hiện lên ấn tượng, đạt độ thẩm mỹ cao. Diễn xuất của hai diễn viên chính giúp phim trở nên duyên dáng. Không chỉ có ngoại hình đẹp, Thanavat Vatchanaputi còn chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, không lên gân. Anh gợi nhớ hình ảnh nhân vật trong bản truyền hình, đồng thời nghĩ ra một số cử chỉ riêng để tạo sự khác biệt. Bạn diễn viên Kempin cũng không kém cạnh. Cô hóa thân tiểu thư kiêu hãnh và mạnh mẽ, không phụ thuộc ai mà tự quyết định cuộc đời mình. Việc từng hợp tác trong bản truyền hình giúp bộ đôi phối hợp ăn ý hơn. Họ không gặp nhiều khó khăn khi đứng chung khung hình, thể hiện trọn vẹn tình cảm giữa hai nhân vật chính tạo thành chuyện tình đẹp trên màn ảnh rộng. Dàn diễn viên phụ cũng thể hiện tròn vai, giữ được chân khán giả qua từng khung hình. Nổi bật có chân ông Santina Tonkun, ngôi sao thiên tài bất hảo, Bad Genius, đóng vai phụ nhưng vẫn giữ được sức hút riêng. Các diễn viên Paris Intarakaliasu, Suwazen Chai Music hay Pawinut Pangnakon xuất hiện ít nhưng cũng góp phần mang đến tiếng cười giòn giã cho phim. Đôi lúc, họ chọn lối diễn hơi cường điệu nhưng vẫn đảm bảo độ khéo léo nhất định, không quá lố. Tuy nhiên, tác phẩm còn mắc phải một số điểm trừ như thời lượng dài, lên đến gần 3 tiếng, 166 phút. Điều này khiến nội dung phim có phần hơi dài dòng, một số phân đoạn hoàn toàn có thể cắt bỏ để tạo thành tác phẩm gãy gọn hơn. Bên cạnh đó, nội dung phim có phần hơi xến so với nhiều khán giả. Đạo diễn lạm dụng nhiều kỹ thuật slow motion, quay chậm, dễ khiến người xem liên tưởng đến Cô Dâu 8 tuổi, phim truyền hình Ấn Độ. Nhìn chung, nội dung Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh quen thuộc nhưng dự án có nhiều yếu tố thu hút. Bỏ qua những điểm trừ, đây vẫn là tác phẩm rom-com, hài, tình cảm, đáng xem. Việc phim thành công tại phòng vé Việt tái khẳng định sức hút của phim Thái Lan với khán giả quê nhà. Điều đó cũng cho thấy các nhà sản xuất xứ Chùa Vàng luôn biết cách làm mới để tạo ra những dự án điện ảnh ăn khách, không chỉ ở Thái Lan mà còn ở nước bạn như Việt Nam.